Phúc Việt ô tô xin kính chào mọi người nha. Hôm nay em lên sóng cho mọi người Vios Air đời 2017 ha. Mang form dáng sedan thì cực kỳ rộng rãi luôn. Em này về thì mình đi gia đình nè, du lịch hoặc là chạy thêm dịch vụ của tất cả các app thì đều được luôn nha. Đây. Anh chị em mình đang tìm các con xe 5 chỗ, 7 chỗ, số sàn, số tự động. Về mình đi gia đình nè, tập lái hoặc là cho thuê chạy thêm dịch vụ. Thì cứ đến cửa hàng Phúc Việt bên em mình xem xe và lái thử xe nha. Địa chỉ Phúc Việt là tại 282/7 đường Lê Thị Xuyên, phường Thái An, quận 12. Ngoài buôn bán thì bên em còn có thu mua các dòng xe cũ giá cao tận nhà nha. Anh chị em mình muốn bán xe hoặc lên đời xe thì cứ kết nối với em. Đây, quay trở lại với video ngày hôm nay. Em lên sóng cho mọi người con Vios Air đời 2017. Mang form dáng sedan thì cực kỳ rộng rãi cho mình luôn. Tài chính lanh quanh 2 xu là mình rước ngay em này về ha anh chị. Đó, xe thì mang nút sơn si màu vàng cát cực kỳ đẹp cho mình luôn. Đèn đốm còn sáng trưng luôn ha. Đây, mâm bánh ha anh chị. Mâm lai xăng đúc nè. Vỏ lốp còn cực kỳ dày cho mình luôn. Có thắng đĩa luôn ha. Mình đi gia đình thì rất là an toàn luôn. Gương kính thì chỉnh điện nè, có tích hợp báo rẽ cho mình luôn. Bên ngoài thì đã có về mưa và phin cách nhiệt đầy đủ rồi ha. Đây là nội thất bên trong xe nè, vô cùng sáng đẹp cho mình luôn ha. Đó, ghế da bọc mới 2 màu, cực kỳ đã luôn. Vô lăng có túi khí ABS ha. Xe thì có 2 túi khí, mình đi gia đình thì rất là an toàn luôn. Túi khí ghế lái và ghế phụ luôn ha. Gương kính chỉnh điện cho mình luôn. Đây. Đầu đài của số thì xin đét cho mình luôn ha. Em này thì số sàn 1.5. Mình đi thì tầm 6-7 lít thôi ha anh chị. Xe thì đã lên sẵn màn hình nè, cam da đầy đủ cho mình rồi ha. Mình về chỉ việc đổ xăng mà đi thôi. Em này thì mang form dáng sedan cực kỳ rộng rãi cho mình luôn ha. Mình đi gia đình 4-5 người nè. Phía sau để thêm hành lý thì rất là thoải mái nha. Nó trần bọc. Trần thì đã bọc 5D cách âm cách nhiệt cho mình luôn rồi. Vios thì nổi tiếng về độ bền nè, form dáng đẹp, máy móc thì cực kỳ là tiết kiệm cho mình luôn ha anh chị. Đây là form dáng phía sau xe nè, cực kỳ rộng rãi luôn, cúp sau vô cùng rộng rãi luôn ha. Mình để 3-4 cái vali là thoải mái luôn nha. Đã lên sẵn cam da phía sau cho mình rồi nha. Đây, gầm bệ thì cực kỳ chắc chắn cho mình luôn, không đâm thủng mục mọt ha. Đây, em quay một vòng quanh xe để anh chị em mình xem form dáng gầm bệ máy móc. Nếu mà phù hợp với nhu cầu tài chính gia đình mình đó, thì anh chị cứ inbox trực tiếp cho em nha. Em sẽ gửi thông tin hình ảnh giấy tờ pháp lý của xe qua để mình tham khảo nha. Mở chứ mà chú cha mở cốp sau. Ủa cái này mở mở cái ở trước đâu vậy anh Tụ? Là lòng mình thắt.